Kẻ chủ mưu vụ đánh bom tháp Kobe bị bắt tin từ Dadan, Saudi Arabia. Một tờ báo Ả Rập cho biết là người đàn ông bị nghi là chủ mưu của vụ đánh bom bằng xe tải giết chết 19 binh sĩ không quân Hoa Kỳ tại Ả Rập Serous cách đây 20 năm đã bị bắt. Chính phủ Hoa Kỳ chưa xác nhận tin này nhưng cho biết là họ đang làm việc để đưa ra trước công lý tất cả những thủ phạm của vụ tấn công năm 1996. Trích lời của một viên chức Ả Rập Xê-rút giấu tên, nhật báo phát hành trong thế giới Ả Rập do Ả Rập xê làm chủ, xác nhận là nghi can này là Ahmed Al-Muqhassir, 48 tuổi, bị bắt tại Beirut và được đưa về Ả Rập xê Viên chức này nói vụ bắt giữ được thực hiện với sự phối hợp của những cơ quan liên hệ. Tờ báo của Ả Rập xê nói Muqhassir được biết là lãnh tụ của tổ chức hiếu chiến Shia Al-Hejad của người Hồi giáo Shia có liên hệ với Hezbollah, đồng minh của Iran, bị cho là thủ phạm của vụ đánh bom vào khu chung cư 8 tầng Tháp Khoba gần thành phố Dakran ở miền Đông vào ngày 25 tháng 6 năm 1996, làm cho 19 binh sĩ không quân Hoa Kỳ bị thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Cục điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI liệt kê Mukhasi vào danh sách khủng bố bị truy nã hàng đầu và treo giải thưởng 5 triệu Mỹ Kim cho những ai cung cấp tin tức đưa đến việc bắt giữ nghi can này một cáo trạng của Hoa Kỳ vào năm 2001 nêu tên Mujahideen là lãnh tụ của cánh quân sự al hazaz của Hezbollah và tuyển mộ những người Hồi giáo Shiite ở Ả Rập Xê Út tham gia lực lượng này. Cáo trạng cũng nói những thành viên của Hezbollah có căn cứ tại Liban giúp chế tạo xe bom và al hazaz nhận chỉ thị của các sĩ quan Iran. Theo báo New York Times, một viên chức cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ tại Washington được thuyết trình về vụ bắt giữ vào ngày hôm qua, nói rằng giới hữu trách vẫn còn chờ chi tiết bổ túc, nhưng bày tỏ tin tưởng là kẻ chủ mưu vụ đánh bom tháp Cuba không còn tại đào nữa. Ông James Jeffries, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Iraq và hiện là một nhà nghiên cứu tại Viện Washington về chính sách cận đông, đã phục vụ tại Kuwait trong thời gian xảy ra vụ đánh bom. Tuy nhiên, ông nói thêm là Iran muốn Hoa Kỳ ra khỏi vùng này. Nhà cựu ngoại giao nói, tùy thuộc vào phản ứng của chính quyền Obama, vụ bắt giữ này có thể có ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng tới về thỏa thuận hạt nhân với Iran.